Giờ đây quay mấy cái chiếc xe nó còn trong này nhiều chiếc lắm nha. Chiếc này chiếc SVJ với hai màu xanh da trời cũng rất là đẹp. Còn chiếc này chiếc Ferrari 812 and logo Novitec. Chiếc này chiếc màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Chiếc này chiếc màu xanh nhìn trời Aventador. Thấy vậy còn nhiều xe quá nha, xe toàn là mấy xe đẹp đẹp không á. Còn cái chiếc này là cái chiếc BMW mà nó sửa đèn nhìn giống cái xác màu rất là đẹp. Chiếc kia là chiếc Aventador, chiếc này là chiếc 73 này, 73 rồi nó đỏ, nó làm mất. Còn cái chiếc này chiếc Technica, chiếc này chiếc mới Hurricane Technica. Cái mới giờ là cái ống bô nó làm nó khác nhau. Tây có 6 chờ đường không? Nhìn cũng rất đẹp hơn vậy. Chiếc này chiếc McLaren. Chiếc này chiếc Aventador. Còn chiếc này chiếc McLaren Ferrari F40 ha, màu trà vàng rất đẹp. Chiếc này cũng 40 màu đỏ mà convertible. Còn chiếc ở đây thì chiếc Ferrari ha, có thể là F8. Rất là đẹp. Còn chiếc này chiếc F8 Ferrari ha, nhìn cũng rất là đẹp. Còn chiếc ngoài sau là GT3 RS.
chiếc con chiếc R8 Aventador. Chiếc này cũng chiếc Aventador của Nhật. Huracan? Yeah, sorry. This one looks so nice. Mm-hmm. Chiếc này chiếc Gallardo á. Màu vàng, nó sửa lại nhìn rất là đẹp. Chiếc này của hiệu của thằng Didi. Didi cũng rất là nổi tiếng vì ảnh thích rất là chơi xe và thay đổi xe và máy rất là lớn. Nó lửa lên cũng nhiều lắm. Chiếc này nó chiếc màu nó dán lên ha, màu vàng, màu giống màu vàng á ha. Nhìn chiếc này cũng đẹp ha. Chiếc này cũng đi nữa, chiếc này là cái chiếc Sofio, nó để cái body kit lên. Còn cái máy nó chỉnh lại, nó điều khiển lại là VF Engineering chỉnh cái máy lại. Cái chiếc này là cũng rất là nhiều phân khối vậy, nó chạy rất là nhanh. Mỗi chiếc xe này nó nổ lên nó thì nó lên khói với lại lửa lên như vậy. Đi hướng này cho gọi mấy xe này. Chiếc này là chiếc GT Touring SV, Porsche rất là nhanh. Chiếc này chiếc 918 Spider Porsche. Còn chiếc Rolls Royce này mà quý vị muốn ngồi cho đi Las Vegas, đi xa xa mà ngồi thoải mái là chiếc nào hết sảy. Nó đi nó rất là êm, ngồi như là trên mây á. Nhìn rất là đẹp ha. Đường cũng bự, rất là bự, máy bự, bánh bự, cái gì cũng bự ha. Còn chiếc này là chiếc GT màu vàng rất là đẹp vậy. Chiếc này giờ cũng rất là hiếm mà cũng rất mắc tiền vậy ha. Còn chiếc này là chiếc Porsche lên hết ha. Còn chiếc này chiếc Bugatti, chiếc cũ, đời cũ, rất là cũ vậy. Nhìn giống xe cổ ha. Còn chiếc này là chiếc Sion ha, Lamborghini. Chiếc này giờ giá trị cũng cao lên 3-4-5 triệu chắc. Chiếc này nhìn rất là đẹp vậy ha. Sao nhìn rất là đẹp. Wow, cái mày không phải rồi, nó màu xanh, nó gì? Màu xanh lá cây với là cái màu đen á, còn màu này màu bạc rất là đẹp. Yeah.